Bitcoin thá lui, thị trường nhuốm máu. Bitcoin giảm thêm gần 1% sau khi nỗ lực vượt mức 9.000 đô la Mỹ không thành. Nhiều tiền ảo vốn hóa lớn cũng quay đầu lao dốc do thiếu lực đẩy. Tiền ảo giá trị và phổ biến nhất thị trường chứng kiến sự thoái lui khá mạnh trong vài ngày qua, giảm từ đỉnh hơn 9.800 đô la Mỹ xuống đáy thấp 8.707 đô la Mỹ trong 24 giờ qua. Trước đó, nhiều nỗ lực vượt ngưỡng 10.000 đô la Mỹ của Bitcoin không thành, làm suy yếu xu hướng đi lên. 6 giờ 0 phút ngày 27 tháng 5, giá Bitcoin trên CoinDesk đứng mức 8.843 đô la Mỹ, giảm 0,8%, tương đương mỗi coin mất 68 đô la Mỹ. Dữ liệu thống kê cho thấy, trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch trong khoảng 8.707 đến ngày 9 tháng 10 đô la Mỹ, khối lượng giao dịch vào khoảng 29,6 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường đạt 162,4 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tiền ảo hàng đầu cũng lao dốc theo Bitcoin, trong đó Ethereum mất 1,75%, Tether giảm 0,5%, Ripple bay 1,2%, Bitcoin Cash và Litecoin cũng lao dốc 1,4%, Bitcoin sinh viên giao dịch giảm 1,8%, Binance hồi rơi 1,1%. Trên CoinMarketCap, nhóm 15 tiền ảo xếp vị trí hàng đầu về vốn hóa chìm trong sắc đỏ. Tổng vốn hóa ghi nhận mức 247 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 3 tỷ đô la Mỹ sau hôm qua. Không chỉ giảm giá, theo báo cáo mới nhất của công ty chuyên về phân tích tiền điện tử CoinMetrics, hơn một nửa số Bitcoin đã khai thác và đang hoạt động không hề được di chuyển trong suốt hơn một năm qua. Benjamin Seller-Major, một trong những quản lý của CoinMetrics, cho rằng việc hơn 50% số lượng Bitcoin đang hoạt động nhưng lại không hề được di chuyển cho thấy những người sở hữu Bitcoin đang có xu hướng nắm giữ đồng coin này dài hạn hơn là sử dụng nó như một sản phẩm đầu tư. Nguyên nhân dẫn đến việc này được cho là bởi tình cảnh ảm đạm của giá Bitcoin trong khoảng cuối 2019, đầu năm 2020, do sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu lâm vào khủng hoảng, thị trường tiền điện tử cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Quan sát diễn biến thị trường, có thể thấy từ đầu năm, giá Bitcoin khá phập phù, lúc cao nhất cũng chỉ nhích trên 10.000 đô la Mỹ. Điều này khiến nhà đầu tư dè dặt. Tuy vậy, vẫn có một số nhà giao dịch chuyên nghiệp tin rằng Bitcoin có thể sớm trở lại ngưỡng trên 9.000 đô la Mỹ. Theo nhà phân tích Tantos, ban tổ chức sẽ sớm giành lại cột mốc 9.200 đô la Mỹ khi phe mua ngăn chặn nỗ lực bán tháo bằng cách đẩy giá lên cao hơn. Nhà giao dịch A.TRADISLIM cũng nhận định 9.200 đô la Mỹ là một mức giá quan trọng trước mắt mà Bitcoin cần phải vượt qua nếu như đồng coin này muốn trở lại cuộc đua tăng giá. Tại Việt Nam, giá Bitcoin sáng nay được điều chỉnh giảm 0,9% về 206 triệu đồng. Giá một số đồng coin khác như Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin cũng giảm khá mạnh.